Charlie, nhìn nè, mẹ có những quả trứng xinh xắn, hãy xem chúng đi. Ồ, tuyệt, à, có lẽ có chuối con ở bên trong á. Chúng ta sẽ làm gì đây? Hầm thì đâm thì ngồi ở trên tường, hầm thì đâm thì ngã lăn xuống đường. Ngựa của đức vua và quân linh của đức vua không thể giúp hầm thì một lần nữa nguyên vẹn. Đây rồi, anh chàng nhỏ bé tốt như mới. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với quả trứng kia? Dễ dàng thôi mà. Hầm thì đâm thì lăn xuống đất rồi, viên sỏi này đây khiến anh ta vỡ tan rồi. Họ buồn và vỡ tan, ta đây phải làm gì? Biến bằng tài giảng và giữ chặt giống như keo. Ôi trời, ai đó sẽ gặp rắc rối lớn. Có vẻ như việc đó cho sẵn sàng hay không Ruby? Kìa, hầm thì đâm thì bạn biết gì không? Quay lại đi nếu mà bạn đã rơi ra. Nhưng Toby cậu ấy đuổi theo cái bánh, nhưng bạn không biết đâu, lại ngã xuống mặt rồi. Ôi trời, ôi quả trứng, làm ơn băng đẹp hơn đi. Lại ngã xuống mất rồi. Ôi trời, sẵn sàng để Ruby giải cứu hay chưa? Hầm thì đứng thì ngồi ở trên tường, rồi ngã xuống với vết nước đu màu. Trông thật buồn cười quá đi, sự thật có biết không? Tôi không thể nào giận bạn à. Mẹ không thể nào nói giận chúng ta. Ngoại trừ có lẽ là Jelly. Này. Mẹ ngửi thấy mùi phiền phức. Cô ấy đến đây. Xin lỗi. Johnny, Johnny. Vâng mẹ ơi. Ăn đường phải không? Thưa không không. Nói dối ư? Không không không. Mở miệng bé ra. Ha ha ha. Rất tiếc, mình bị tóm rồi. Đúng vậy. Charlie, Charlie. Vâng mẹ ơi. Nghịch ngợm phải không? Không mẹ ơi. Chắc không đây. Vâng mẹ ơi. Thấy bé rồi. Ha ha ha. Ui. Con không thể lừa được mẹ đâu. Ruby, Ruby. Vâng mẹ ơi. Tường màu là sao? Không mẹ ơi. Mẹ xem nào. Vâng mẹ ơi. Con cần màu xanh. Thích tô màu các bức tường với mẹ yêu. Alet, Alet. Vâng mẹ ơi. Mật này con ăn không mẹ ơi? Có chắc không? Dạ không mẹ ơi. Mở miệng của con. Ha ha ha. Ồ, con là con gấu nghịch ngợm. Con thích mật ong. Thổi bong bóng ư? Không mẹ ơi. Cái gì đó? Lỗi của con. Hum hum hum. Ha ha ha. Pop. Pop. Toby, Toby. Bắt bắt bắt. Nhà dép phải không? Không. Có chắc không? Yep. Trong chuồng chó kìa. Wow, wow. Mình thích dép, dép tuyệt lắm. Nè, xem mình tìm thấy những gì nè. M- m- m-
một con nhện. Cậu ấy không tiện sao? Thật sự thì không. Xì quyền xì nhện đó, chú ta kì leo lên vòi. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhìn ta xuống vòi. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và easy weasy đây chú ta lại leo lên vòi. Con chú. Này ông nhện, muốn ăn những con bò xấu xí không? Quá không. Easy weasy chú đó bập bên liền leo chú ta. Charlie ngã xuống và nhện ngã xuống sàn kia. Thần là tôi ghê đi, đừng liền lên chú ta. Và easy weasy đây chú leo vòng quay đó kia. Anh chàng nhỏ bé đó đã có rất nhiều năng lượng. Yeah, anh ấy chắc chắn có. Mình cảm thấy mệt mỏi khi chỉ nhìn anh ấy. Easy weasy chú đó chú leo thể dục trong rừng. Và rồi mưa đến chú nhện ta bơi đi ngay. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và easy weasy đây chú ta lại leo trong rừng. Wow, nhìn anh ấy đi. Easy weasy bé nhỏ, mình muốn một chú nhện cưng, cõi hơi dễ thương. Easy weasy đó chú ta kìa leo lên vòi. Và rồi mưa đen cuốn trôi nhện ta xuống vòi. Mặt trời soi sáng hồng khô từng cơn mưa rào. Và easy weasy đây chú ta lại leo lên vòi. Easy weasy đây chú ta lại leo lên vòi. Này, bố chân dài, muốn kết bạn không? Mình nghĩ rằng mình đang vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Chà, đó không phải là một mô hình hoàn hảo của cầu London sao? Nó trông giống như thật. Dạ, yeah, gần như thế. Trừ khi còn phá hỏng nó. Ô không, Jay. Mình chỉ ngớ ngẩn thôi. London Bridge đang đổ xuống đây, đổ xuống đây, đổ xuống đây. London Bridge đang đổ xuống đây, cầu của tôi này. Ô Jelly, mẹ e là chúng ta sẽ phải đặt cây cầu này lại với nhau. Dạ. Yeah. Dạ, dạ được. Nhanh lên các con. Xây nó lên với gạch và cây, gạch và cây, gạch và cây. Xây nó lên với gạch và cây, cầu của tôi này. Xin chào. Mình không nghĩ điều này đang là tốt lắm. Gạch với cây chặt làm đồ xuông, làm đồ xuông, làm đồ xuông. Gạch với cây chặt làm đồ xuông, cầu của tôi này. Chúng ta có thể thử xây lại nó bằng bằng chuối. bằng chuối ư? Yeah, và sau đó chúng ta có thể ăn cây cầu. Charlie, rock rock, nhìn nhìn, này làm tốt lắm Chubby. Xây nó lên với nhiều khói lắm, nhiều khói lắm, nhiều khói lắm. Xây nó lên với nhiều khói lắm, cô gái xinh đẹp. Này, bạn gọi ai là cô gái hả? Tôi chỉ là một chú thỏ nhỏ thôi. Nó đã thành công. Xem nè. Trang trí lên với vàng và bạc đây, vàng và bạc đây, vàng và bạc đây. Trang trí lên với vàng và bạc đây, cầu của tôi này. Còn một vấn đề. Có thể ta mất vàng bạc đây, bị đánh cắp đấy, bị đánh cắp đấy. Có thể ta mất vàng bạc đây, cầu của tôi này. Này, không lẽ ta ngắm nhìn suốt đêm, nhìn suốt đêm, nhìn suốt đêm. Không lẽ ta ngắm nhìn suốt đêm, cô gái xinh đẹp. Được rồi, bạn có thể gọi tôi là cô gái nếu bạn thật sự muốn. Nhưng tôi có thật sự phải thức cả đêm để xem cái câu này không? Yep. Mãi mãi và mãi mãi. Tôi buồn ngủ. Ngủ ngon nhé Lily. Ngủ ngon nhé Lily. Chúc Lily ngủ ngon. Cây cầu đẹp,
tôi đã xây nó. Ồ, nhìn xem ai đến thăm nè. Ba chú mèo này làm mất tất mình rồi và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ thân yêu à, tất đã mất rồi, chúng con rất buồn mẹ ơi. Gì? Mất tất rồi à, tài nghịch quá đó mà khi đó bánh không được cho. Mèo 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 ôi bánh bé không được cho. Có nghĩa là mình cũng không có bánh nữa. Tôi kiểm tra thôi. Không bánh. Ba chú mèo này tìm thấy tất của mình rồi và chú bắt đầu khóc to. Mẹ thân yêu à, tất đây, tất đây, tất chúng nó tìm được đây. Ồ, nhìn đó kìa. Mang chi tất mình vào nào những chú mèo thông minh. Giờ bánh đó mẹ dành cho. Bơ 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 bơ, mình có bánh rồi bạn ơi. Kèm chuối. Những chú mèo ngoan. Bánh yêu thích của mình. Ba chú mèo con này mặc chiếc tất của mình vào và bánh chung dung sạch trơn. Ồ mẹ thân yêu à, làm bấn tất rồi và chúng con sợ mẹ la. Gì? Bấn tất rồi à, nghịch quá đó bé mèo. Chúng con rất sợ mẹ ơi. Mèo 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 mèo, chúng con rất sợ mẹ la. Ba chú mèo con này giặt chiếc tất của mình này và chúng bắt đầu hong khô. Ồ mẹ thân yêu à, tất đây, tất đây, và tất chúng xanh rồi đây. Nhìn đó kìa. Dĩ, chiếc tất sạch rồi, tuyệt lắm đó bé mèo. Giờ bé hãy ra ngoài chơi. Mèo, 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 ta hãy hãy ra ngoài chơi. Giờ ai là chú mèo ngoan? Đúng là các con. Thêm những chiếc bánh kèm chuối ư? Charlie.